Thời gian nếu đứng riêng là vô tận, nhưng đối với mỗi cuộc đời lại là hữu hạn. Thời gian là miễn phí nhưng đồng thời cũng là vô giá. Bạn có thể dùng nó nhưng không thể mua hay sở hữu nó. Một khi bạn đã đánh mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Không ít người chọn theo đuổi ngành học, ngành làm của mình và không một chút hứng thú. Mãi đến giây phút cuối cùng họ mới nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác. Nhiều người trong số chúng ta rõ ràng biết mình muốn điều gì, thậm chí biết làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng lại mãi chìm đắm trong việc làm vô bổ. Tại sao vậy? Mỗi ngày bạn có 24 tiếng đồng hồ. Nếu tận dụng đầy đủ từng giây phút mà bạn có, tôi tin là không có gì mà bạn không thể chinh phục. Không có nút bấm thần kỳ nào có thể đưa bạn lên đỉnh thành công ngay lập tức, mà buộc phải có quá trình luyện tập, phát triển, vấp ngã, đứng dậy làm lại và không bỏ cuộc. Hãy lên kế hoạch kỹ lưỡng những gì cần làm và kiểm tra vào mỗi cuối ngày để sống cuộc đời bạn mơ ước. Điều quan trọng hơn hết là phải hành động. Chống lại sức ì của bản thân không hề dễ dàng. Vậy nên tốt nhất, hãy luôn tiến về phía trước dù chỉ là một bước nhỏ. Một khi hoàn thành được một việc gì đó, bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có nhiều thời gian nên có thể trì hoãn. Thậm chí khi bế tắc cũng không được dừng lại, mà hãy luôn tập trung và suy nghĩ cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Phân tâm sao nhãng sẽ khiến bạn mất tầm nhìn về mục tiêu, khiến bạn trượt dài trên con đường lười biếng dẫn đến thất bại. Hãy nghiêm khắc với bản thân như một robot. Dừng ngay việc viện cớ, bởi viện cớ và thành công không bao giờ tồn tại song song. Hành động ngay lập tức, tập trung hết sức. Đừng phí phạm cuộc đời mình nữa. Có người bảo, xác suất để được sinh ra trên đời là 1/400.000 tỷ. Nên tôi chính là kết quả của một phép màu nhiệm, đang sống và đang thở. Mỗi giây phút tôi có được trên đời đều là món quà quý giá. Tôi sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, miễn là vẫn còn sống, tôi sẽ trở nên tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Khi cuộc sống khó khăn, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để vượt qua. Tôi không tìm lý do để thoái thác. Tôi đương đầu với những thử thách và chinh phục chúng. Tôi từ chối trở thành người ở mức trung bình. Cho dù cả thế giới có cố dìm tôi xuống, bằng mọi giá tôi sẽ vươn lên. Niềm tin tôi đặt vào bản thân mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Không có gì gọi là quá sức, ép buộc hay mù quáng đối với tôi. Nếu bạn chạy 5 dặm, tôi sẽ chạy 7 dặm. Nếu bạn đẩy tạ 100 kg, tôi đẩy 110 kg. Tôi sẽ thắng, hoặc tôi sẽ chết. Đó mới chính là tôi. Tôi chưa từng gặp một trở ngại nào mà không thể vượt qua. Thế gian không phải chỉ toàn cho ta những rào cản, nó còn mang lại những cơ hội bất tận. Nếu vấp ngã, tôi sẽ đứng dậy. Và nhờ cú ngã đó tôi sẽ tiến bộ hơn. Hai chữ không thể chỉ làm cho khao khát thành công của tôi bừng cháy dữ dội hơn mà thôi. Tôi biết rằng con đường ít người đi là con đường khó khăn. Nhưng việc chuyển hướng không bao giờ là lựa chọn của tôi. Người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự thành công của tôi chính là tôi. Đến giây phút cuối cùng, khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi sẽ không bao giờ hối hận, vì tôi đã luôn cố gắng hết mình. Những thứ tôi đã hy sinh, mồ hôi, nước mắt và máu, vô số giờ luyện tập cực khổ, tất cả sẽ không là vô ích. Đó là ý chí làm nên nhà vô địch, và đó cũng chính là tôi.
Thời gian là thứ đến rồi đi ngay lập tức. Ngày mai sẽ biến ngày hôm nay trở thành quá khứ, và con người của bạn hiện tại chắc chắn sẽ ra đi mãi mãi. Thử khắc trước mắt bạn chính là một cơ hội để tạo ra một ký ức không thể quên trong đời. Bạn hoàn toàn có khả năng viết nên lịch sử và tạo nên một huyền thoại sống mãi cùng với bạn. Hãy nghĩ về những ngày gian khó đã qua, về những ngày luyện tập gian khổ, về hàng tiếng đồng hồ bạn bỏ ra để chuẩn bị, về nỗi đau mà bạn đã chịu đựng. Tất cả đã đưa bạn đến khoảnh khắc này. Chúng đã hun đúc nên lớp áo giáp bạn đang khoác lên người. Ngay lúc này, tất cả phụ thuộc vào sự thể hiện của bạn. Hãy sử dụng những giờ phút khổ luyện và biến chúng thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hôm nay là ngày mà bạn trở nên xuất sắc hơn cả bản thân mình từng ước mơ. Bạn sống vì những khoảnh khắc này đấy. Hãy rũ bỏ những nghi ngờ, những e sợ và tự ti. Ngày hôm nay chính là của bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt đối thủ của bạn. Họ không có những gì bạn có. Bạn đã vun đắp cho ngày hôm nay từng chút một. Bạn đã tạo ra sức mạnh không gì có thể ngăn cản. Và cuối cùng, đã đến lúc bạn cho cả thế giới thấy điều đó. Khoảnh khắc này là tất cả đối với bạn. Hãy trân trọng nó. Và biến hôm nay thành một ngày mà bạn sẽ không bao giờ quên. Bạn là Chúa Trời trong thế giới của bạn. Bạn tự viết nên số phận của mình. Bạn tự quyết định cuộc đời mình. Hôm nay là ngày của bạn. Nó sẽ không biến mất cùng thời gian mà sẽ sống mãi. Bạn có ngày hôm nay là chính nhờ sức lực của mình. Hãy cho cả thế giới biết điều đó. Bạn có ước mơ, bạn có mục tiêu, bạn có định hướng, vẫn chưa đủ. Bạn còn phải biết cách ưu tiên. Có những việc bạn chỉ có thể hoàn thành tại một thời điểm trong đời. Thời gian trôi qua sẽ không còn cơ hội. Ưu tiên làm những việc ưu tiên của bạn, không phải của người khác. Sẽ chẳng là ích kỷ nếu bạn yêu quý bản thân. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống khiến bạn phân tâm. Bạn cần phải biết rõ những giá trị nào làm nên cuộc đời mơ ước của bạn. Những viên gạch nào sẽ đắp nên con đường thành công của bạn. Những hành động nào mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Hãy ưu tiên cho hạnh phúc của chính mình. Hãy ưu tiên những người quan trọng đối với bạn. Đừng tốn thời gian làm những việc chẳng giúp ích gì cho bạn. Ưu tiên không những là một kế hoạch, ưu tiên là một chiến thuật trong cuộc sống. Chiến thuật khôn ngoan tạo nên sự tập trung. Tập trung vào những việc quan trọng nhất định để tạo nên những kết quả tuyệt vời. Đó chính là kiến tạo cuộc đời ngoại hạng. Sợ hãi chính là căn bệnh quái ác và nghiêm trọng nhất của nhân loại. Sợ hãi giết chết giấc mơ, tiêu diệt hết mọi hy vọng. Sợ hãi khiến người ta nằm bất động trên giường. Sợ hãi làm ta đau đớn, sợ hãi cản trở bạn thực hiện những điều mà trong thâm tâm bạn biết rằng bạn có thể.
Sự sợ hãi khiến bạn tê liệt, khiến bạn như bị thôi miên. Câu hỏi là, bạn nhận được gì khi để sợ hãi cản bước mình? Bạn nhận được gì khi trao quyền tự quyết cuộc đời của mình cho sự sợ hãi? Bạn nhận được gì? Đây là những điều tôi từng sợ hãi. Tôi sợ phạm phải sai lầm. Tôi sợ không được mọi người yêu mến. Tôi sợ kết quả không như mong muốn. Tôi sợ thất bại. Sẽ không bao giờ có một kết quả hoàn hảo. Bạn sẽ phạm sai lầm, sẽ làm tổn thương ai đó, sẽ gây hấn và tạo ra kẻ thù. Nhưng nếu bạn quyết tâm sống nghiêm túc với cuộc đời này, hãy tự hỏi bản thân: tôi để cho nỗi sợ này cản trở bản thân mình bao lâu nữa? Bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Bạn có tin rằng mình xứng đáng có những gì tốt đẹp hơn? Rằng có những điều tốt đẹp hơn chờ bạn thực hiện? Cuộc sống còn dành nhiều điều khác cho bạn. Tôi tin rằng bạn có những cuộc độc thoại nội tâm. Hãy bắt đầu trò chuyện với bản thân. Hãy gây dựng lòng tự tin cho mình. Đôi khi những điều tốt đẹp duy nhất về bản thân bạn là những điều bạn tự nói với chính mình. Rất nhiều người không dám theo đuổi ước mơ là vì sợ hãi. Sợ hãi chính là rào cản vô hình, là lý do khiến rất nhiều người làm những công việc mà bản thân họ không muốn. Họ không thể thấy được bất cứ tương lai tươi sáng nào trong công việc hiện tại, nhưng lại sợ hãi trước viễn cảnh phải làm lại từ đầu, sợ hãi trước việc theo đuổi giấc mơ của mình. Và cũng vì lý do đó mà người ta mãi kẹt trong một hoàn cảnh. Họ không tin rằng có điều gì tươi sáng đang chờ đợi họ. Họ nghĩ rằng đây là tất cả những gì họ đang nhận được. Đó chính là những gì họ vẫn thấy. Họ phó mặc cuộc đời mình cho một thứ được gọi là định mệnh. Và cuộc đời họ thế là xong. Tập trung là bí mật vĩnh cửu của mọi thành công. Bạn không cần phải có tài năng thiên bẩm để thành công. Bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng chính là người biết tập trung. Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày nên thời gian không hề quý giá. Thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Nếu tập trung 20% thời gian sẽ tạo ra được ít nhất 80% kết quả. Giả sử bạn tập trung 100% thì kết quả sẽ như thế nào? Tập trung không chỉ là nói có với những việc cần thiết, mà còn phải nói không với hàng trăm thứ khác, dù cho chúng có ít. Nếu cùng lúc đuổi theo hai con thỏ, bạn chắc chắn sẽ vụt mắt cả hai. Người ta nói rằng nếu dám mơ ước thì ước mơ sẽ thành hiện thực. Nhưng nếu bạn không biết tập trung vào đúng việc để thực hiện, thì ước mơ đó cũng chỉ để ngắm. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy tập trung vào những thứ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Khao khát của bạn là gì? Hãy tập trung cho đến khi thỏa mãn được khát khao. Khi tập trung vào cơ hội, chắc chắn chúng sẽ đến nhiều hơn. Càng chú ý vào rắc rối thì chúng sẽ càng xuất hiện. Nếu cứ dừng lại và ném đá vào những con chó đang sủa bên đường, bạn sẽ mãi không thể tới đích. Đừng nói bạn không thể tập trung vì những tác động bên ngoài. Chừng nào việc tập trung còn thuộc phạm trù ý thức thì bạn vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn. Tuyệt đối chỉ làm những việc phục vụ cho ưu tiên hàng đầu, nghiêm khắc với bản thân và loại bỏ hết tất cả những nhân tố làm bạn phân tâm. Bạn sẽ không biết được năng lực thật sự của mình cao đến mức nào cho đến khi bạn thật sự tập trung. Tôi mất phương hướng. Tôi không chấp nhận rằng có nhiều người quan tâm đến tôi. Trên đời chẳng có hy vọng. Tôi không tin rằng tôi xứng đáng để được thành công. Tôi tin rằng chẳng có tự do. Những kẻ nghi ngờ nói với tôi rằng thế giới hôm nay sẽ đánh gục tôi. Thật là giả dối nếu nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự. Tôi sẽ không bao giờ hoàn thành. Tôi không chấp nhận rằng tôi có bạn bè và họ lắng nghe lời tôi nói. Khi tôi cảm thấy lực bất tòng tâm, tôi bỏ cuộc. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng tôi tự hào về chính bản thân mình. Tôi sẽ nhìn vào bản thân tôi và nói rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tôi không nghĩ rằng tôi đủ năng lực. Không một chút nghi ngờ rằng tôi sẽ thất bại.
tôi tự thấy khó có thể tin rằng tôi sẽ thành công. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng có thể làm ngược lại. Tôi sẽ thành công. Tôi tự thấy khó có thể tin rằng tôi sẽ thất bại. Không một chút nghi ngờ rằng tôi đủ năng lực. Tôi không nghĩ rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tôi sẽ nhìn vào bản thân tôi và nói rằng tôi tự hào về chính bản thân mình. Tôi sẽ không bao giờ nói rằng tôi bỏ cuộc. Khi tôi cảm thấy lực bất tòng tâm, tôi có bạn bè và họ lắng nghe lời tôi nói. Tôi không chấp nhận rằng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành. Tôi sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự. Thật là giả dối nếu nghĩ rằng thế giới hôm nay sẽ đánh gục tôi. Những kẻ nghi ngờ nói với tôi rằng chẳng có tự do. Tôi tin rằng tôi xứng đáng để được thành công. Tôi không tin rằng trên đời chẳng có hy vọng. Có nhiều người quan tâm đến tôi. Tôi không chấp nhận rằng tôi mất phương hướng. Có bao giờ bạn thấy một cảm giác trống rỗng bao vây mình? Bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa? Bạn chán nản trước những khó khăn? Bạn vô cảm với mọi thứ? Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình. Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời. Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động. Khi không có mục tiêu rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức kỳ lạ với những việc uổng muỗng thường ngày, cho tới khi chúng ta trở thành nô lệ của chúng. Đôi khi sự bận rộn khiến bạn lầm tưởng rằng mình đang có một cuộc đời ý nghĩa. Bận rộn không là không đủ. Con kiến cũng bận rộn. Câu hỏi là bạn bận rộn vì cái gì? Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời bạn chỉ có ý nghĩa nếu bạn vươn ra hướng đến những mục tiêu của mình. Những ai nói rằng cuộc sống không đáng giá, thực ra bản thân họ không có mục tiêu cá nhân nào đáng giá. Luôn luôn bắt đầu bằng sự kết thúc, nghĩa là tất cả đều ở trong tâm trí. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Bạn biết mình muốn gì là bước đầu tiên để tiến tới nó. Chúng ta được tạo ra để chinh phục thử thách, giải quyết rắc rối và đạt được mục tiêu. Chúng ta không tìm được hạnh phúc trong đời nếu không có thử thách để chinh phục và mục tiêu để vươn tới. Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái. Nó có thể tiến tới, quay lui hoặc xoay vòng vòng. Không ai có thể đoán được hướng đi của nó. Nhưng có một điều rất rõ ràng. Nó là con tàu vô dụng. Có hai ngày quan trọng nhất trong một đời người. Ngày bạn được sinh ra và ngày bạn tìm ra mục tiêu cuộc đời của mình. Bạn xem video này tức là ngày trọng đại đầu tiên đã qua. Vậy còn thời khắc trọng đại thứ hai thì sao? Cuộc đời không thể trọn vẹn nếu thiếu mục tiêu. Luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Luôn luôn có mục tiêu trong tất cả mọi việc làm, từ kinh doanh cho đến những lần đi chơi cuối tuần với gia đình. Luôn tự hỏi mục đích của kỳ đi chơi này là gì và đặt mục tiêu cho cả gia đình. Mọi chuyện có rõ ràng thì mới dễ dàng. Phải biết rất rõ điều mình muốn. Sự rõ ràng sẽ dẫn đến kết quả ngoại hạng. Luôn luôn bắt đầu bằng cái cuối cùng. Luôn sống có mục tiêu, làm việc có mục tiêu. Nếu bạn không luôn mang trong mình danh sách của những mục tiêu mà bạn đang đeo đuổi, thì tôi có thể nói ngay tương lai của bạn như thế nào. Cho dù bạn là một người thiện xạ, bất phát bất trúng, nhưng nếu bạn bị bịt mắt thì liệu có thể bắn trúng đích? Chắc chắn là không. Làm sao bạn có thể đạt được cái bạn không thấy hoặc là không muốn?
Chúng ta ai cũng có đam mê và khao khát làm một điều gì đó, trở thành ai đó, đạt được những thành tựu nào đó trong đời. Nhưng trớ trêu thay, rất ít người có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Mọi người đều hào hứng viết ra những con số, danh hiệu, cột mốc cần chinh phục. Nhưng hiếm ai chuẩn bị kỹ càng tâm thế của người chiến thắng trên hành trình đạt mục tiêu. Cuộc đời và những gì bạn mơ ước được quyết định bằng vô số những lựa chọn nhỏ bé trong từng ngày, từng giờ, từng phút. Bạn dậy sớm hay ngủ thêm một chút? Bạn ăn những gì tốt cho sức khỏe hay ăn những gì mình thích? Bạn đổ mồ hôi trong phòng tập hay nằm ườn trên ghế xem TV? Bạn nói lên ý tưởng, giải pháp của mình hay im lặng và bổ củi trong các buổi họp? Bạn chơi với con cái hay chơi với cái điện thoại? Và vào cuối ngày, trong khoảng thời gian riêng tư ít ỏi còn lại, bạn chia sẻ hàn huyên nói lời yêu thương với người bạn đời hay lướt Facebook cho đến khi mỏi mắt mới thôi. Những lựa chọn trong cuộc đời không bao giờ là đúng hay sai. Chúng chỉ kéo bạn ra xa hơn hoặc đưa bạn đến gần hơn với mơ ước và mục tiêu của bạn mà thôi. Những lựa chọn đẩy bạn ra xa mục tiêu thường rất dễ dàng, dễ chịu, thoải mái. Ngược lại, những lựa chọn đưa bạn đến gần hơn mục tiêu thường rất khó khăn, đòi hỏi sức mạnh và sự tập trung. Tâm thế của người chiến thắng nhắc nhở bạn luôn hướng đến những lựa chọn khó khăn. Tâm thế của người chiến thắng thuyết phục bạn tự tin vào năng lực của mình có thể giải quyết được vấn đề. Tâm thế của người chiến thắng vực bạn dậy trong những thời khắc mà sức lực lẫn ý chí dường như đã rời bỏ cơ thể bạn. Có mục tiêu, có kế hoạch thôi là chưa đủ. Bạn cần phải có tâm thế của người chiến thắng. Chúng ta ai cũng có đam mê và khao khát làm một điều gì đó, trở thành ai đó, đạt được những thành tựu nào đó trong đời. Nhưng trớ trêu thay, rất ít người có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Mọi người đều hào hứng viết ra những con số, danh hiệu, cột mốc cần chinh phục. Nhưng hiếm ai chuẩn bị kỹ càng tâm thế của người chiến thắng trên hành trình đạt mục tiêu. Cuộc đời và những gì bạn mơ ước được quyết định bằng vô số những lựa chọn nhỏ bé trong từng ngày, từng giờ, từng phút. Bạn dậy sớm hay ngủ thêm một chút? Bạn ăn những gì tốt cho sức khỏe hay ăn những gì mình thích? Bạn đổ mồ hôi trong phòng tập hay nằm ườn trên ghế xem TV? Bạn nói lên ý tưởng, giải pháp của mình hay im lặng và bổ củi trong các buổi họp? Bạn chơi với con cái hay chơi với cái điện thoại? Và vào cuối ngày, trong khoảng thời gian riêng tư ít ỏi còn lại, bạn chia sẻ hàn huyên nói lời yêu thương với người bạn đời hay lướt Facebook cho đến khi mỏi mắt mới thôi. Những lựa chọn trong cuộc đời không bao giờ là đúng hay sai. Chúng chỉ kéo bạn ra xa hơn hoặc đưa bạn đến gần hơn với mơ ước và mục tiêu của bạn mà thôi. Những lựa chọn đẩy bạn ra xa mục tiêu thường rất dễ dàng, dễ chịu, thoải mái. Ngược lại, những lựa chọn đưa bạn đến gần hơn mục tiêu thường rất khó khăn, đòi hỏi sức mạnh và sự tập trung. Tâm thế của người chiến thắng nhắc nhở bạn luôn hướng đến những lựa chọn khó khăn. Tâm thế của người chiến thắng thuyết phục bạn tự tin vào năng lực của mình có thể giải quyết được vấn đề. Tâm thế của người chiến thắng vực bạn dậy trong những thời khắc mà sức lực lẫn ý chí dường như đã rời bỏ cơ thể bạn. Có mục tiêu, có kế hoạch thôi là chưa đủ. Bạn cần phải có tâm thế của người chiến thắng. Trên con đường bạn đi, cho dù là do chính bạn chọn, sẽ có đôi lúc bạn cảm giác dường như mình không thể gắng gượng thêm được nữa. Quá khó khăn, quá khắc nghiệt, và bạn nghĩ rằng mình không thể. Thực tế, đó không phải là suy nghĩ có ý thức của bạn, mà là do phần não bò sát đang ra lệnh cho bạn phải nghĩ như thế khi gặp phải trường hợp mà nó cho là nguy hiểm. Khả năng thật sự của bạn lớn hơn nhiều so với suy nghĩ xuất phát từ phần não bản năng này của bạn. Bạn có biết, với dung tích phổi của một người bình thường, bạn hoàn toàn có thể lặn sâu hàng chục mét dưới nước trong khoảng 3 phút mà không cần bình dưỡng khí. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ có thể lặn được vài mét trong khoảng 1 phút, bởi áp lực nước sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, cộng với sự nín thở lâu bất thường, khiến cho phần não bò sát ngộ nhận đây là tình huống nguy hiểm và liên tục ra lệnh cho bạn ngoi lên thở ngay lập tức, cho dù thực tế là lượng oxy trong phổi bạn vẫn còn nhiều. Hậu quả của việc tuân theo những phản ứng từ phần não bò sát đang sợ hãi
là bạn sẽ không bao giờ chạm đến và vượt qua được ngưỡng giới hạn của chính mình. Từ bỏ công việc nhàm chán hiện tại, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Gọi điện thoại cho khách hàng mới, hoặc thể hiện ý kiến trái ngược với cấp trên hoặc đồng nghiệp cũng không phải là những việc nguy hiểm. Vậy mà những điều đó vẫn luôn khiến chúng ta sợ hãi hàng ngày. Làm sao để không bị não bò sát lấn át? Đó chính là tích cực sử dụng não ngoài, dùng sức mạnh ý chí để kiểm soát toàn bộ suy nghĩ của bạn. Khi đã hiểu được bản chất của vấn đề, bạn hãy phớt lờ những phản ứng sợ hãi bản năng. Khi khó khăn xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của bạn là phải kiên trì tiến về phía trước. Hãy gạt bỏ ngay lập tức ý nghĩ trì hoãn hay bỏ cuộc. Phải luôn đẩy bản thân mình về phía trước. Nơi có thử thách, nơi có áp lực, nếu bạn không còn lựa chọn nào khác. Bạn có biết, khi con người vào môi trường nước, cơ thể tự động hạ nhịp tim nhằm giảm sự tuần hoàn, giúp kéo dài thời gian nhịn thở. Hãy luôn ghi nhớ rằng khả năng thực tế của bạn lớn hơn rất nhiều lần khả năng trong suy nghĩ. Và quan trọng hơn hết là mọi khó khăn luôn luôn có cách giải quyết. Kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, còn người chiến thắng thì không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần bạn không bị nỗi sợ hãi lấn áp và luôn tiến về phía trước, bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tôi tin bạn. Còn bạn có dám tin bản thân mình không? Có bao nhiêu con đường để thành công? Rất nhiều, nếu không nói là vô số. Có đường bằng phẳng, có đường gập ghềnh. Có đường rộng rãi, có đường nhỏ hẹp. Có đường đi mãi không đến. Nhưng lại có những lối tắt mà hiếm người biết. Phải, bạn không nghe nhầm đâu. Có những lối đi tắt đến thành công. Lối đi đó chính là nhắm thẳng vào những thử thách cam go nhất mà chinh phục. Đây không chỉ là lối tắt đến mục tiêu hiện tại, mà còn đến mọi mục tiêu khác trong đời bạn. Vì con người bạn trở thành sau khi lên đỉnh Everest chắc chắn sẽ có sức mạnh gấp nhiều lần so với khi lên đỉnh tài năng. Đó là lý do vì sao những tỷ phú tự thân sẽ ngày càng trở nên giàu có, hoặc nếu có phá sản thì họ cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú một lần nữa. Những kỷ lục gia sẽ liên tục lập nên những kỷ lục khác, thậm chí không phải trong lĩnh vực họ theo đuổi lúc ban đầu. Những nhà thám hiểm sẽ luôn khao khát đi tìm và khám phá những chân trời mới. Khi vượt qua được những thử thách cam go nhất, thành quả vô giá mà bạn nhận được không phải là sự tung hô, công nhận của người khác, mà chính là sự tích lũy những ý chí sắt đá, tinh thần kỷ luật kiên cường, óc phán đoán và tư duy nhanh nhạy. Tích lũy càng nhiều, bạn sẽ đạt được những mục tiêu tiếp theo càng nhanh chóng và càng dễ dàng. Bí quyết để đi tắt đến thành công chỉ có vậy. Câu hỏi quan trọng là ngày hôm nay bạn đã tích lũy cho bạn những gì? Hôm nay tôi sẽ trỗi dậy, vươn cao hơn và làm những điều lớn lao hơn. Tôi nghĩ về những điều tuyệt vời, tôi nói những lời tốt đẹp và hành động của tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh để họ tìm thấy phần tốt đẹp nhất của mình. Tôi sẽ là hình mẫu về làm chủ cuộc đời. Tôi tập trung vào các cơ hội của mình trong ngày hôm nay. Tôi kiên quyết nói không với những điều thứ yếu. Tôi dành ít nhất một giờ cho dự án sẽ thay đổi cuộc đời mình trong hôm nay. Tôi dành thời gian để chăm sóc vóc dáng và sức khỏe. Tôi học những ý tưởng mới để nâng tầm bản thân, nhờ đó cuộc đời tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng những người thành công là những người tràn đầy đam mê và luôn phát triển bản thân. Bởi vì tôi có thể làm được nhiều hơn thế nên tôi sẽ đạt được nhiều hơn. Tôi nhận ra công việc của mình như một lời kêu gọi và cuộc đời tôi là một sứ mệnh. Tôi nguyện cống hiến cả cuộc đời để trở thành biểu tượng trong lĩnh vực mà tôi đã lựa chọn. Tôi sẽ giúp mọi người trở nên tốt đẹp hơn so với khi tôi mới gặp họ. Tôi sẽ cùng họ xây dựng một cuộc đời khiến mọi người phải kinh ngạc ở giây phút cuối cùng. Chắc chắn sẽ có lúc vấp ngã, nhưng tôi hiểu rằng để làm chủ cuộc đời thì đó là điều đương nhiên. Tôi học được rằng phải đứng lên, phải làm lại, phải nhanh hơn, phải tốt hơn nữa. Cuộc sống vốn rất tuyệt diệu. Tôi sở hữu trái tim tràn đầy lòng biết ơn và một ý chí sắt đá cho phép tôi biến những ý tưởng xa vời nhất thành hiện thực. Đây là một năm tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của tôi, và tôi sẽ không bao giờ dừng bước. Nhiều người nói rằng chúng ta nợ gia đình rất nhiều, vì vậy chúng ta không thể ích kỷ sống theo ý muốn bản thân. Nhưng nếu như thế, bạn lại nợ gia đình mình một tấm gương về một người dám sống cho ước mơ, khát vọng của chính mình, tấm gương về một cuộc đời ngoại hạng.
tấm gương đồng thời phá vỡ mô thức về cuộc sống ổn định, an toàn, nhàm chán. Bạn không thể giúp được bất kỳ ai cho đến khi bạn giúp được chính mình. Khi bạn đã trở nên mạnh mẽ, sức mạnh của bạn sẽ tác động đến người khác. Cảm hứng từ bạn sẽ lan truyền đến người khác. Thành quả của bạn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Thử hình dung một thế giới mà không ai được tự do sống cuộc đời của mình. Cha ơi, thật thống khổ. Có những người nói rằng hãy biết dừng lại khi đủ. Vậy đủ là bao nhiêu? Đối với anh là đủ, nhưng tôi muốn hơn thế nữa. Cuộc sống của tôi phải được định nghĩa bởi chính tôi, không phải bất kỳ ai khác. Bạn nợ bản thân những điều mà bạn biết mình hoàn toàn có thể. Bạn nợ bản thân một lần được nhìn thấy mình bay cao và xa đến mức nào. Bạn nợ bản thân việc trở thành người mà bạn mơ ước. Bạn nợ bản thân việc sở hữu những gì bạn khát khao. Bạn nợ bản thân niềm kiêu hãnh rằng chính mình đã kiến tạo cuộc đời rực rỡ bằng hy sinh, bằng kỷ luật, bằng thực lực. Tuyệt đối không phải may mắn. Khi tôi nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi, cũng như tôi muốn hỏi các bạn, nếu có phải xóa bài làm lại, bắt đầu lại cuộc đời của mình, các bạn sẽ làm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, hành động nhiều hơn, cái gì cũng có thể làm hơn, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là tất cả những việc bạn đã và đang làm, những thành tựu bạn đã và đang đạt được chỉ là một phần rất nhỏ so với khả năng thật sự của bạn. Tôi muốn bạn nghĩ về những mục tiêu lớn trong đời, những giấc mơ, những hoài bão, những lý tưởng sống, những mục tiêu cá nhân mà bạn muốn đạt được, những ấp ủ về sự nghiệp, những hoạch định về tài chính và những đóng góp cho cộng đồng. Người đời có câu, thật xấu hổ nếu chết đi mà không để lại bất kỳ đóng góp gì giá trị cho xã hội và cho nhân loại. Mục tiêu của bạn là gì? Giấc mơ của bạn là gì? Bạn muốn làm gì với cuộc đời của mình? Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu mọi người đều sống với giấc mơ của mình. Đây là điều tôi khám phá về cuộc đời. Nó không phức tạp như tôi thường nghĩ. Cuộc đời đơn giản chỉ gồm những giấc mơ và câu chuyện. Tất cả những gì đang hiện hữu thì trước kia đã từng là một giấc mơ của ai đó. Từ khách sạn cho đến máy bay, tất cả mọi thứ mà ta thấy hàng ngày như máy tính, tất cả đều đến từ giấc mơ của ai đó. Như có người mơ về một ngày đứng trên sân khấu mà tiếng nói có thể được khuếch đại cho cả ngàn người nghe mà không cần phải la, phải hét khản cả cổ. Cũng có người đã mơ về một phương tiện di chuyển có thể đi thật xa nhưng lại rất nhanh chóng và an toàn. Cái áo bạn đang mặc, cái ghế bạn đang ngồi chắc chắn nó phải xuất phát từ một giấc mơ của ai đó. Kết cục lý tưởng nhất, hoàn hảo nhất của cuộc đời là luôn có bạn bè, những người thân yêu ở bên cạnh trước khi chúng ta từ giã cõi đời. Nhưng bạn hãy tưởng tượng lúc nằm trên giường mình. Ở giờ phút cuối cùng của ngày cuối cùng, xung quanh bạn có đông đủ linh hồn của những giấc mơ mà bạn đã từng ôm ấp, những ý tưởng, những hoài bão mà bạn muốn thực hiện. Nhưng vì lý do nào đó, bạn đã không làm, không thực hiện, không hành động. Bạn đã không sử dụng những tài năng mà bạn có. Bạn không tận dụng những cơ hội mà bạn đã biết. Bạn đã không đi đến cùng với lý tưởng mà mình theo đuổi. Và giờ đây, những giấc mơ này đang đứng quanh bạn, đang nhìn bạn với cặp mắt đầy giận dữ. Chúng tôi đã ở bên anh. Chỉ có anh là cho chúng tôi sự sống. Vậy mà giờ đây chúng tôi phải chết với anh mãi mãi. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn hãy tự hỏi bản thân, mình có phải là một người suốt đời bận rộn nhưng chả làm nên công trạng gì? Video này nói về một điều mà tôi nghĩ rằng bạn đã biết từ lâu. Cuộc đời này không chỉ có ánh nắng ấm áp hay cầu vồng rực rỡ. Cuộc đời đầy những giông tố và sấm sét. Bất kể bạn mạnh mẽ như thế nào, cuộc đời rồi cũng sẽ hạ bạn đo ván. Chưa hết, nó còn ghi bạn dưới sàn nếu bạn không cố vùng dậy. Bạn, tôi, không ai biết trước được cú ra đòn đó xuất hiện khi nào, ở đâu và ra sao.
nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau khi trúng đòn, bạn mạnh mẽ, lì lợm, kiên trì như thế nào để vùng dậy và tiếp tục chiến đấu. Nỗi đau khi bị hạ đo ván chỉ là nhất thời. Nó có thể kéo dài 1 phút, 1 giờ, 1 ngày hoặc thậm chí 1 năm. Nhưng sẽ đến lúc nó phải biến mất, nhường chỗ cho con người phi thường trong bạn trỗi dậy. Trừ phi bạn nản chí, buông xuôi, chấp nhận sống chung với nỗi đau cả đời, đó mới chính là thất bại. Con người ai ai cũng có những ước mơ, nhưng rất ít người có đủ sức mạnh để biến nó thành hiện thực. Và thế là họ dèm pha, chỉ trích, ngăn cản giấc mơ của bạn. Tinh thần và tư duy thất bại đó là của họ, không phải của bạn. Khao khát thành công của họ đơn giản là chưa đủ. Họ muốn giảm cân nhưng chỉ luyện tập và ăn uống qua loa. Họ muốn giàu có nhưng chỉ làm vừa đủ để nhận lương. Họ muốn lãnh đạo nhưng chỉ nhăm nhăm mưu cầu lợi ích cho bản thân. Họ muốn rất nhiều nhưng chỉ hành động nửa vời. Họ chưa từng nhận một cú đánh nào của cuộc đời, vì thực ra cuộc đời không cần làm như vậy. Họ là những kẻ thất bại ngay từ trong suy nghĩ, nhưng bạn thì khác. Nếu bạn từng bị cuộc đời hạ đo ván, thì đó là vì bạn là một đối thủ đáng gờm. Bạn mang trong mình sức mạnh của kẻ thách thức, một tiềm năng to lớn để trở thành nhà vô địch. Bạn trúng đòn càng nhiều, càng nặng thì sức mạnh của bạn càng dữ dội. Sức mạnh đó sẽ chinh phục các mục tiêu. Sức mạnh đó sẽ mang lại hạnh phúc. Sức mạnh đó sẽ giúp ích cho nhiều người khác xung quanh bạn. Hãy dũng cảm đón nhận những cú đánh của cuộc đời. Trong cuộc đấu này, bạn không cần phải đánh trả. Chỉ cần đứng dậy, tiếp tục tiến lên và bạn sẽ chiến thắng. Có một công thức thành công luôn được áp dụng, gồm 3 yếu tố chính là kiên trì, kiên trì và kiên trì. Thành công là một hành trình, tuyệt đối không phải là đích đến. Con đường đi càng dài, bạn gặt hái được càng nhiều. Và hành trang cho bạn không gì khác ngoài một ý chí kiên gan, bền bỉ, sắt son. Thành công không đến với những ai chỉ nỗ lực một hay vài lần. Bạn nhất định phải kiên trì với thất bại. Mỗi lần thất bại là thêm một bước tiến tới thành công. Chắc chắn trên mọi con đường đều có chướng ngại vật. Quan trọng là bạn phải biết vượt lên chính mình và không bao giờ bỏ cuộc. Chướng ngại vật càng lớn thì thành công càng rực rỡ. Và chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Khi cả thế giới dường như quay lưng lại với bạn, bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ ngược gió. Khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu, hãy nhớ đến hòn xoải được láng mịn là nhờ dòng nước chảy ngàn năm. Đừng hỏi tại sao con đường lại quá dài. Đừng hỏi sao ngọn núi lại quá cao. Tất cả là để những người như chúng ta chinh phục. Nếu không thể bay thì hãy chạy. Nếu không thể chạy thì hãy đi bộ. Nếu không đi nổi thì bò. Bằng mọi giá phải tiến về phía trước. Sự tích lũy về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đổi về chất. Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình. Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân cũng đã là thành công. Cô ngã 9 cũng phải đứng dậy 10. Cô rơi xuống địa ngục thì càng phải ngước lên mà bước tiếp. Vì thành công luôn luôn ở phía trước. Vậy cớ sao ta phải quay đầu? Thời gian nếu đứng riêng là vô tận, nhưng đối với mỗi cuộc đời lại là hữu hạn. Thời gian là miễn phí nhưng đồng thời cũng là vô giá. Bạn có thể dùng nó nhưng không thể mua hay sở hữu nó. Một khi bạn đã đánh mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Không ít người chọn theo đuổi ngành học, ngành làm của mình và không một chút hứng thú. Mãi đến giây phút cuối cùng họ mới nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để sống cuộc đời của người khác. Nhiều người trong số chúng ta rõ ràng biết mình muốn điều gì, thậm chí biết làm thế nào để đạt được điều đó, nhưng lại mãi chìm đắm trong việc làm vô bổ. Tại sao vậy? Mỗi ngày bạn có 24 tiếng đồng hồ. Nếu tận dụng đầy đủ từng giây phút mà bạn có, tôi tin là không có gì mà bạn không thể chinh phục. Không có nút bấm thần kỳ nào có thể đưa bạn lên đỉnh thành công ngay lập tức, mà buộc phải có quá trình luyện tập, phát triển, vấp ngã, đứng dậy làm lại và không bỏ cuộc. Hãy lên kế hoạch kỹ lưỡng những gì cần làm và kiểm tra vào mỗi cuối ngày để sống cuộc đời bạn mơ ước. Điều quan trọng hơn hết là phải hành động. Chống lại sức ì của bản thân không hề dễ dàng,
Vậy nên tốt nhất, hãy luôn tiến về phía trước dù chỉ là một bước nhỏ. Một khi hoàn thành được một việc gì đó, bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình. Hãy lấy đó làm động lực để tiếp tục. Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Cũng đừng bao giờ nghĩ mình có nhiều thời gian nên có thể trì hoãn. Thậm chí khi bế tắc cũng không được dừng lại, mà hãy luôn tập trung và suy nghĩ cho đến khi tìm ra cách giải quyết. Phân tâm sao nhãn sẽ khiến bạn mất tầm nhìn về mục tiêu, khiến bạn trượt dài trên con đường lười biếng dẫn đến thất bại. Hãy nghiêm khắc với bản thân như một robot. Dừng ngay việc viện cớ, bởi viện cớ và thành công không bao giờ tồn tại song song. Hành động ngay lập tức, tập trung hết sức. Đừng phí phạm cuộc đời mình nữa. Nỗ lực 100% vào một việc có nghĩa là gì? Có phải là khi bạn nghĩ rằng mình chắc chắn không thể làm tốt hơn được nữa? Làm sao bạn biết được mình không thể nhanh hơn 1% giây nữa, nâng tạ thêm một lần nữa hay chạy thêm vài mét nữa? Làm sao bạn biết được đâu là giới hạn của mình? Không một nhà khoa học nào dám khẳng định tiềm năng của con người là có giới hạn. Giới hạn, một từ tiêu cực và yếu đuối. Tại sao bạn phải đặt trước mắt mình một chướng ngại vật vốn không hề tồn tại? Bạn luôn luôn có thể tiến xa hơn bản thân mình ở thời điểm hiện tại, đó là sự thật. Chỉ cần biết điều đó, bạn sẽ vượt qua được mọi rào cản để đạt được vinh quang. Warren Buffett từng nói, thứ chắc chắn sẽ giết chết một doanh nghiệp chính là sự tự mãn. Câu nói này đúng với mọi lĩnh vực, không chỉ riêng kinh doanh. Thỏa mãn với thành công trong quá khứ, hài lòng với vị trí hiện tại, nghĩ rằng nỗ lực như vậy là đủ. Đó là cách ngắn nhất để tự chôn vùi bản thân. Nếu bạn tự mãn, thì ai đó sẽ vượt lên và giành lấy thành công. Luôn luôn có những người sẵn sàng làm điều đó. Hãy nghĩ về những ước mơ, về những điều đã thúc đẩy bản thân mình về phía trước. Tôi tin là bạn đã có những kế hoạch để đạt được những gì mình muốn. Có thể là bạn đang tiến bộ, cũng có thể bạn đang dậm chân tại chỗ. Bất kể tình huống của bạn như thế nào, luôn có những cơ hội đang ẩn mình, có thể giúp bạn đi nhanh hơn, trở nên xuất sắc hơn. Hãy tưởng tượng bạn về nhà sau một ngày vất vả. Điều mà mọi người thường làm là nằm dài trên sofa xem TV. Nhưng nếu bạn chọn đọc một cuốn sách, thì chắc chắn thời gian giải trí của bạn sẽ giá trị hơn rất nhiều. Ai cũng muốn mình xuất sắc hơn, đạt nhiều kết quả hơn. Nhưng nếu bạn không thể tự nhắc nhở chính mình và tìm cách gia tăng giá trị của từng hành động nhỏ hàng ngày, thì bạn sẽ không thể phát triển đến mức tối đa như mình mong muốn. Mỗi giây phút đều có thể là thời khắc quyết định cuộc chơi. Hãy luôn tự hỏi liệu có lựa chọn nào khác tốt hơn không? Mình còn có thể làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn? Luôn luôn có cái gọi là cấp độ cao hơn và vị trí bạn đang đứng chỉ là điểm khởi đầu. Toshihiko Seko là huyền thoại marathon của Nhật Bản trong năm 1980. Khi được hỏi rằng anh có bao giờ thích ngủ nướng hơn là dậy sớm để tập luyện không? Ông bật cười và trả lời dĩ nhiên rồi, sáng nào cũng vậy. Đó chắc chắn không phải là câu nói đùa. Và sự thật là như vậy, bản năng của con người là đi tìm sự an toàn, thoải mái, dễ chịu. Thỏa mãn cơn buồn ngủ, cuộn mình trong chăn ấm, thư giãn trên nệm êm luôn là lựa chọn hiển nhiên nếu so sánh chúng với sự mệt mỏi, gắng sức, mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp căng cứng. Sự khác biệt này tạo ra một cuộc chiến triền miên trong tâm trí chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, trong mọi hành động, việc làm, lựa chọn. Nhiều người cho rằng những vấn đề then chốt cần giải quyết để thành công là kiến thức, kỹ năng, công cụ, hoàn cảnh, môi trường, đồng đội, vân vân và vân vân. Họ đã nhầm, những điều đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Phần quan trọng nhất cần phải giải quyết nằm trong tâm trí bạn. Bộ não của chúng ta có một khả năng phi thường là cùng lúc tạo ra hai luồng suy nghĩ đối lập, giao đấu với nhau quyết liệt hệt như một trận quyền anh. Một võ sĩ là tổng hòa của sự trưởng thành, chín chắn, khao khát và sẵn sàng dấn thân. Võ sĩ kia lại được tạo nên từ sợ hãi, trì hoãn, an phận và hưởng thụ. Thật trớ trêu, khi việc càng khó khăn, phần sợ hãi càng lấn lướt, chiếm ưu thế. Nó khiến bạn lo lắng, nó khiến bạn căng thẳng đến nghẹt thở,
nó khiến bạn muốn từ bỏ, nó khiến bạn không còn tin tưởng vào bản thân. Bạn càng lưỡng lự, phân vân thì những cú đấm của nó càng tới tấp, càng mạnh mẽ và càng hóc hiểm. Tin vui là trong trận chiến này, bạn có thể dính đòn bao nhiêu cũng được. Vì nếu thua cuộc, bạn cũng chẳng hề đau đớn gì. Thậm chí ngược lại, bạn sẽ thấy rất thoải mái và dễ chịu. Đó là lý do tại sao rất nhiều người luôn muốn là kẻ bại trận. Họ suy nghĩ rất nhiều nhưng không bao giờ ra quyết định. Họ dự định rất nhiều nhưng không bao giờ hành động. Họ ước mơ rất nhiều nhưng không bao giờ theo đuổi chúng tới cùng. Cách tốt nhất để chiến thắng cuộc chiến trong tâm trí là hành động trước khi phần sợ hãi trì hoãn lên tiếng. Giống như cách mà Toshihiko Shiko chiến thắng cơn buồn ngủ. Trước khi những ý nghĩ về sự thoải mái, ấm áp, dễ chịu xuất hiện trong đầu, ông đã vùng dậy, xỏ giày và lao ra sân tập luyện, như một thói quen, như một phản xạ, như một nghi thức bất di bất dịch. Năm 1981, Shiko lập liên tiếp hai kỷ lục thế giới ở hai cự ly 25km và 30km. Thành tích này đứng vững trong suốt 30 năm và được lưu danh mãi mãi trong lịch sử. Tất cả bắt đầu bằng việc Shiko đã chiến thắng cuộc chiến trong tâm trí của ông. Vậy còn bạn thì sao? Bạn sẽ tạo dựng nên điều gì? Tên tuổi của bạn sẽ được người khác nhớ đến như thế nào? Một kẻ an phận với thất bại hay một người chinh phục thành công? Đừng tức giận với những kẻ chê bai mục tiêu của bạn. Đừng tức giận với những người khẩy miệng cười vào những việc bạn làm. Đừng tức giận với những ai hả hê vì thất bại của bạn. Vì bạn không có quyền tức giận với họ, và họ cũng không đáng để bạn nổi giận. Kẻ đáng để bạn tức giận chính là bản thân bạn. Hãy tức giận với chính mình vì đã để thời gian trôi qua vô nghĩa. Hãy tức giận với chính mình vì đã quá dễ dãi với những vui thú tầm thường. Hãy tức giận với chính mình vì đã không thật sự nỗ lực hết mình. Bởi suy cho cùng, nguyên nhân thất bại chính là bạn, tuyệt đối không phải ai khác. Liên tục lướt Facebook đếm like, tranh cãi bàn luận vô bổ về giới showbiz, trì hoãn, lười nhác, tiêu cực trong công việc và cuộc sống, hành động vô nghĩa, không thể mang lại cuộc đời ý nghĩa. Hãy tức giận với bản thân, nhưng làm ơn, đừng thức dậy mỗi ngày và để nỗi ám ảnh về những gì đã xảy ra dằn vặt bạn. Không có lý do gì để bạn khóc lóc cho cái tôi hèn yếu hơn miệng đời. Không có lý do gì để bạn cứ đứng yên tại chỗ và mặc kệ bản thân tàn tạ. Không có lý do gì để bạn tiếp tục nhìn thời gian trôi vào hư không. Đừng trừng phạt tương lai bằng những lỗi lầm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho bản thân. Thất bại đâu có nghĩa là kết thúc. Thất bại chỉ là những trạm nhỏ trên hành trình đầy cam go của cuộc sống. Thất bại vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu bạn mắc kẹt và cùng đường, hãy tự tạo con đường để bước tiếp. Nếu mỏi, hãy dừng chân. Nếu mệt, hãy nằm nghỉ. Nhưng làm ơn, đừng bỏ cuộc. Bởi mọi quyết định bỏ cuộc luôn là quá sớm. Kẻ trụ lại đến cùng mới là người chiến thắng. Thậm chí nếu bạn đã bỏ cuộc, thì việc làm lại từ đầu cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn đủ dũng cảm tha thứ cho bản thân để bắt đầu lại một năm trọn vẹn và rực rỡ, hãy ngay lập tức viết ra những mục tiêu, dự định và kế hoạch thực hiện. Mọi chuyện có rõ ràng thì mới dễ dàng. Kết quả ngoại hạng đến từ kế hoạch ngoại hạng. Mục tiêu ngoại hạng cần sự tập trung ngoại hạng. Tinh thần ngoại hạng tạo ra con người ngoại hạng. Lựa chọn thuộc về bạn. Sợ hãi là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Nó là một phản ứng tự nhiên khi ta cảm thấy nguy hiểm. Nó là bản năng sinh tồn của chúng ta. Nhưng sợ hãi cũng chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Nó khiến ta đa nghi, yếu đuối, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm. Nó khiến ta dựng hàng rào và tạo ra một vùng an toàn bên trong. Nó khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tuyệt vời trong đời. Bởi hầu hết những điều đáng thử, đáng làm và đáng sống đều nằm ngoài vùng an toàn đó.
tất cả mọi người đều có nỗi sợ của mình. Cách chúng ta vượt qua nó mới là điều khác biệt. Bạn sẽ dũng cảm lao vào nó, tấn công nó để trưởng thành hơn, hay sẽ bỏ chạy cam chịu và để nó giới hạn cuộc đời phía trước của bạn? Người dũng cảm chỉ chết một lần, trong khi kẻ hèn nhát chết vạn lần trong một cuộc đời. Sợ hãi thật sự là một rào cản rất lớn, nhưng vượt qua rào cản này lại rất đơn giản. Lần tới, khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi, hãy cố gắng làm chính xác những gì mà bạn sợ phải làm. Hãy buộc bản thân phải tiến về phía nỗi sợ hãi. Khi đó bạn sẽ hiểu được việc bạn đang sợ hãi không quá ghê gớm. Có thể bạn sẽ bị ngã một cú đập mặt đau đớn, nhưng lúc này lòng tự tôn của bạn sẽ tăng lên. Bạn sẽ nhìn vào gương và tự hứa sẽ trở lại lợi hại hơn bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đó cũng là lý do người ta nói rằng ngay cả khi bạn ngã đập mặt xuống đất, ít nhất bạn vẫn ngã về phía trước. Dần dần bạn sẽ thích nghi được với những thử thách, chúng dần trở nên bình thường và thoải mái trong mắt bạn. Vùng an toàn mở rộng và bạn có thể chinh phục những vùng vinh quang mới. Hãy nhớ rằng những người bạn ngưỡng mộ, những bậc vĩ nhân soi đường cho chúng ta, họ cũng có nỗi sợ hãi, nhưng họ dùng nó như một công cụ để trưởng thành và phát triển, để phá vỡ lịch sử. Nếu những con người đó bị nỗi sợ hãi lấn áp, thì liệu chúng ta có nền văn minh như ngày nay? Nỗi sợ giúp con người sống sót, nhưng vượt qua nỗi sợ mới giúp con người tiến hóa. Trốn trong hang hay bước ra ngoài khám phá thế giới, lựa chọn là của bạn. Đây là câu chuyện về hạt giống cây tre Mozo và sự kiên trì của người nông dân. Có người nông dân nọ, như tất cả nông dân khác, phải làm việc quần quật để nuôi sống gia đình mình. Một ngày kia, anh ta nghe kể về một loại cây có giá cao, lớn nhanh như thổi, cao đến 27 mét chỉ trong vòng 6 tuần, có thể thu hoạch nhanh chóng. Hy vọng có một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình, người nông dân dành một khoảnh đất lớn để cuốc đất, gieo hạt giống của loại cây thần kỳ kia. Đều đặn mỗi ngày, người nông dân tưới nước cho từng hạt giống mà anh đã cẩn thận đánh dấu trên khoảnh đất. Và theo bản năng, mỗi khi tưới, anh đều nhìn thật kỹ xem hạt nảy mầm hay chưa. Không có gì. Vì phải nuôi sống gia đình nên người nông dân trồng những loại cây lương thực khác ở khoảng đất nhỏ bên cạnh. Hàng ngày anh ta tưới và chăm sóc cho cả hai loại cây, cây cho lương thực và cây cho hy vọng. Trong khi cây lương thực đã nảy mầm và bắt đầu lớn, thì bên khoảng đất gieo những hạt cây hy vọng, không có gì. Thời gian trôi qua, các cây lương thực đã có thể thu hoạch, nhưng chúng chỉ nuôi sống người nông dân và gia đình trong vài ngày, vài tuần, chứ không phải lâu dài. Chúng chỉ dành cho hiện tại, chứ không mang đến tương lai tốt đẹp. Một năm nữa trôi qua trên khoảng đất kia, không có gì. Người nông dân vẫn chăm chỉ tưới nước. Anh ta cố nhìn thật kỹ nhưng chỉ thấy đất và đất. Hy vọng, ước mơ, niềm tin của anh ta bắt đầu dao động. Có khi nào hạt giống bị hư, úng hoặc chuột ăn? Trong vùng chưa ai từng trồng loại cây này nên người nông dân không biết điều gì đã xảy ra. Một năm nữa lại trôi qua, trên khoảnh đất kia không có gì. Những người hàng xóm vốn không tin vào câu chuyện thần kỳ của loại cây nọ đã đem người nông dân ra làm trò đùa hàng ngày. Họ châm chọc hy vọng hão huyền của người nông dân. Họ tỏ ra khinh miệt khi thấy người nông dân đều đặn hàng ngày xách nước tưới cho khoảnh đất trống. Chính người nông dân cũng bắt đầu tự hỏi chính mình. Liệu mình có đang phí hoài công sức không? Liệu những cố gắng kiên trì của mình có mang lại kết quả đáng kể không? Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, trên khoảng đất kia không có gì. 3 năm ròng rã, không bỏ sót một ngày, người nông dân vẫn đều đặn xách nước tưới lên khoảng đất. Tuy vậy, niềm tin và hy vọng của anh ta đã suy giảm đáng kể. Một ngày nọ,
anh ta đứng nhìn trân trối vào khoảng đất và gào lên nỗi thất vọng và sợ hãi của mình. Mảnh đất yên lặng như chế nhạo anh ta, còn những cơn gió thì vỗ về anh hãy tiếp tục hy vọng của mình. Anh ta thở dài và lặng lẽ xách từng xô nước tưới lên những luống đất im lìm. Lại một năm nữa trôi qua, không có gì. Bốn năm mơ ước hy vọng và chăm chỉ vun đắp cho ước mơ. Điều kỳ diệu nếu có, chắc hẳn cũng đã phải xuất hiện. Những người hàng xóm không còn chăm chọc nữa. Họ thậm chí không thèm quan tâm đến người nông dân nữa. Họ cũng đã đổi tên anh thành kẻ điên khùng cứng đầu. Đến lúc này, niềm tin về loại cây thần kỳ của người nông dân đã vơi đi nhiều. Hàng ngày anh vẫn tưới nước, nhưng đó hầu như là thói quen và trách nhiệm chứ không phải là sự hứng khởi như ngày nào. Anh tự nhủ rằng, kết quả có như thế nào thì những hạt giống dưới đất kia vẫn là hy vọng của mình, vì vậy mình cần phải chăm sóc nó. Thêm một năm nữa trôi qua, không có gì. Đã 5 năm trôi qua, người nông dân đã mệt mỏi. Mệt mỏi vì những gì nhìn thấy mỗi khi tưới trên khoảng đất trống. Mệt mỏi vì vẫn phải đồng thời trồng những loại cây lương thực nuôi sống gia đình. Và trên hết, mệt mỏi vì phải tự thuyết phục, tự nuôi dưỡng mơ ước của mình. Niềm tin của anh ta dường như đã hết. Đã nhiều năm trôi qua, có lẽ chẳng có điều kỳ diệu gì xảy ra cả. Người nông dân bắt đầu tự dằn vặt bản thân. Chắc là mình tưới không đúng cách, hay là mình sai sót lúc gieo gạt. Phải có điều gì đó, nếu không thì cây phải mọc lên rồi mới phải. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn anh ta. 5 năm nuôi dưỡng giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, giờ thì giấc mơ đó đang quay lại chế nhạo anh ta. Mong muốn gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn đã chìm nghỉm và không để lại dấu vết gì, hệt như mảnh đất mà anh ta vẫn tưới hàng ngày. Lòng đầy tuyệt vọng, đôi mắt ướt đẫm, hai vai buông thõng, người nông dân lê bước xách những xô nước tưới lần cuối cùng cho những giấc mơ, hy vọng, niềm tin vào điều thần kỳ. Sau 5 năm, anh ta nhận ra đã đến lúc bỏ cuộc. Sáng hôm sau, cả làng bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng khóc sung sướng của người nông dân. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy anh ta đang chạy như bay về gọi vợ con ra ngoài mảnh đất trống kia. Khi vợ con anh ta chạy ra, tất cả dân làng cũng chạy theo sau. Họ tò mò không hiểu điều gì khiến gã điên khùng cứng đầu kia phấn khích tột cùng như vậy. Ra đến nơi, tất cả thấy người nông dân đang đứng giữa hàng loạt những búp măng xanh thẫm, khỏe khoắn, nhọn hoắt và đồng thời nhú lên khỏi mặt đất. Anh ta bắt đầu nhảy. Điều kỳ diệu đã đến, điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh ta vừa khóc vừa hát. Dân làng không tin vào mắt mình. Những búp măng lớn nhanh như thổi, người ta thậm chí có thể nhìn thấy nó cao hơn bằng mắt thường. 5 ngày trước, cây tre cao bằng đứa trẻ, nhưng hôm nay nó đã cao hơn một người lớn. 1 mét, 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, 27 mét, chỉ trong 6 tuần. 5 năm không có gì, và chỉ sau 6 tuần, nó đã cao 27 mét. Đó đúng là điều kỳ diệu. Giấc mơ của người nông dân đã thành hiện thực. Anh ta có thể thu hoạch cánh rừng tre của mình và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Từ những gốc cây đã thu hoạch, nhánh mới sẽ sớm xuất hiện và tiếp tục một lứa, một mùa thu hoạch khác. Người nông dân nhận ra rằng loại cây thần kỳ không chỉ mang đến tương lai tốt đẹp, nó còn dạy anh nhiều bài học vô giá. Anh ta học được cách nuôi dưỡng giấc mơ. Anh ta học được cách biến ước mơ thành hiện thực bằng từng hành động nhỏ mỗi ngày. Anh ta học được cách vượt qua những lời chế nhạo, chỉ trích. Anh ta học được cách vượt qua sợ hãi, nghi ngờ của bản thân để tiếp tục bước tới. Anh ta học được cách tin tưởng ngay cả khi không có lý do để tin tưởng. Giờ thì người nông dân đang mỉm cười nhìn những người trong làng đang chăm chỉ xách nước tưới cho những mảnh đất trống không của họ. Họ đã biết chắc rằng câu chuyện cây thần kỳ cao 27 mét trong 6 tuần là có thật. Bởi vì người nông dân kia đã làm được. Bởi vì người nông dân kia đã kiên trì, đánh đổi và đối mặt để chứng minh rằng nó có thật. Còn bạn thì sao? Bạn sẵn sàng làm những gì để biến ước mơ của mình thành hiện thực? Bạn sẽ kiên nhẫn trong bao lâu? Bạn sẽ duy trì theo đuổi kế hoạch trong bao lâu? Bạn sẽ đối mặt với nỗi sợ và nghi ngờ của chính mình trong bao lâu? Niềm tin của bạn mãnh liệt đến mức nào?
câu trả lời là của riêng bạn. Tôi hy vọng rằng câu trả lời đó sẽ giúp bạn đạt được tất cả những thành quả mơ ước trong đời. Và hãy làm điều này để giúp những người khác có thể đạt được ước mơ của họ. Hãy gửi câu chuyện thần kỳ về loại Temozo này cho họ như một lời động viên rằng bạn sẽ làm được. Hãy kiên định với giấc mơ của mình. Khi thời khắc tới, điều thần kỳ sẽ xảy ra. Điều tôi cam kết hết mình và đồng thời cũng là nỗi ám ảnh của tôi, đó là con người tôi của ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Tôi sẵn sàng từ bỏ những tiệc tùng, cà phê, tán chuyện và những điều vô bổ khác, bởi tôi biết đó không phải giá trị của tôi. Bất kỳ ai hay điều gì lôi kéo tôi ra xa giấc mơ của mình, tôi sẵn sàng từ bỏ. Tôi cam kết phát triển bản thân chứ không phá hủy bản thân. Họ nói tôi ngu ngốc khi chọn con đường này. Đúng, con đường này khó khăn hơn, chông gai hơn, gập ghềnh hơn, nhưng tôi sẽ đạt được nhiều hơn. Con người tôi sẽ hoàn thiện hơn, tinh thần, thái độ, thể chất của tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi muốn cuộc đời tôi phải đặc biệt và ý nghĩa, để sau này khi nhìn lại tôi sẽ tự tin nói rằng tôi đã lựa chọn con đường khó, nhưng đó là lựa chọn đúng. Mỗi cuối ngày hay mỗi cuối tuần, khi người khác than thở, nguyền rủa những xui xẻo mà họ gặp phải, tôi sẽ chịu trách nhiệm 100% vào những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi hành động và chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề của mình. Tôi không bao giờ than phiền về một ai hay tình huống nào đó. Con người tôi hôm nay chính là phản chiếu hoàn hảo cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong quá khứ. May mắn và cơ hội chỉ đến cho những ai đã chuẩn bị đủ mà thôi. Tôi cam kết sẽ trở nên tốt hơn mỗi ngày. Tôi sẽ học mỗi ngày, tôi sẽ đọc mỗi ngày, tôi sẽ luyện tập mỗi ngày. Tôi sẽ tìm ra cách để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi sẽ nỗ lực cho đến khi sự yếu đuối biến thành sức mạnh. Tôi sẽ vươn lên đến tiềm năng cao nhất của mình, vượt lên trên những giới hạn của mình trong quá khứ, vượt lên trên những giới hạn mà gia đình bạn bè áp đặt cho tôi, vượt lên trên những tiêu chuẩn chung của xã hội. Tôi đứng lên mạnh mẽ và tạo lối đi riêng cho cuộc đời mình.